Sáng nay, các công ty cổ phần GFA, Nông nghiệp xanh Matsuda Việt Nhật, Best Partner, phối hợp cùng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Khải Linh ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, trao tặng phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Nhật Bản cho nông dân gặp khó khăn do thiên tai và dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các nhà tài trợ trao tặng 120 tấn phân bón hữu cơ GFA Organic 30 OM của Nhật Bản với tổng trị giá 700 triệu đồng cho nông dân Hưng Yên. Số phân bón nhập khẩu này đã được kiểm định và thông quan, đăng ký phân bón được lưu hành, được trao tặng cho nông dân ở thành phố Hưng Yên, 8 huyện và 5 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình thiên tai đại dịch COVID-19 đang xảy ra trên cả nước, cùng với giá phân bón vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ đã khiến cho việc sản xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn. Việc các nhà tài trợ hỗ trợ nông dân phân bón hữu cơ nhằm giúp nông dân giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời điểm hiện nay, đồng thời giúp nông dân hiểu và tiếp cận với nguồn phân bón hữu cơ, góp phần giảm sử dụng phân bón hóa học để hướng đến sản xuất nông sản sạch. Được biết, trong thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Linh đang chuẩn bị nguồn phân bón để cung ứng cho nông dân trên địa bàn tỉnh trong vụ chiêm xuân tới.